phố Chùa Huy Mần, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và những buổi chiều tại đây thường xuyên xuất hiện những tốp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển những chiếc xe máy không có biển kiểm soát, tụ tập để thể hiện những màn nẹt bô, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy, chạy xe với tốc độ cao trên tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rồi là các tình trạng đua xe xảy ra khá thường xuyên và ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của những người dân, cư dân trong khu mà tôi sống, gây nguy hiểm đến những người đi tham gia giao thông và gây ra những tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sống trong khu dân cư. Về đêm, thời gian từ khoảng 20 giờ tối đến 0 giờ sáng, có hàng chục quái xế từ khắp nơi tụ tập về đây để chuẩn bị cho những màn đua xe, hò hét, nẹt bô, gây náo loạn đường phố. Theo chia sẻ của người dân, tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên tuyến phố này diễn ra thường xuyên, khiến người dân sống xung quanh khu vực này rất bức xúc. Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh tới cơ quan chức năng, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được ngăn chặn. Anh ở đây là ở cái mặt đường này đã khoảng độ 2 năm nay, nhưng mà anh thấy ngày nào nó cũng xảy ra tình trạng này. Và anh rất muốn được cơ quan chức năng vào làm việc để cho cái tình trạng nó chấm dứt, không thì là rất nguy hiểm cho người dân đi đường. Vì đoạn đường vắng nên là tai nạn nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhiều trường hợp tai nạn là xảy ra rồi. Trong các bạn đấy đua xe là cũng đã từng tự đâm vào nhau để ngã, và đã va chạm ô tô thì đó là gọi là thường ngày luôn. Đấy, như ngày hôm nay đây là đã đâm rồi đấy. Còn buổi đêm thì còn kinh khủng hơn nữa, tầm từ 11 giờ ra còn kinh khủng hơn như này. Hành vi đua xe trái phép đã gây ra nhiều trường hợp tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Điển hình như trường hợp dưới đây, chiếc xe ô tô con đi đúng phần đường của mình đã bị một chiếc xe máy trong đoàn đua lao hẳn sang phần đường ngược chiều, đâm trúng vào phần đầu chiếc xe, khiến phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Không chỉ dừng lại ở đó, khi cơ quan chức năng có mặt để giải quyết sự việc, các đối tượng còn ngang nhiên lạng lách, đánh võng, di chuyển với tốc độ cao như một lời thách thức, khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng là hành vi vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà nó còn gây nguy hiểm đến những người tham gia giao thông trên đường. Mong rằng cơ quan chức năng quận Long Biên có những biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên để người dân cảm thấy an toàn hơn khi tham gia giao thông.